Thầy xin chào các bạn lớp 8. Hôm nay thầy sẽ hướng dẫn cho chúng ta về bài đa giác, đa giác đều diện tích hình chữ nhật. Vậy thì hôm nay chúng ta sẽ có tất cả 3 nội dung nha các bạn. Và bây giờ thầy cho chúng ta cùng vào tìm hiểu nội dung đầu tiên. Đầu tiên thầy sẽ giới thiệu cho chúng ta về khái niệm đa giác. Các bạn quan sát hình vẽ, ở đây thầy gồm có 6 hình. Bạn thấy chưa bạn? Thì các hình này sẽ được gọi là gì đây? À, thì các hình này đều được gọi là đa giác hết cả. Được chưa bạn? Thầy có hình 112 này, thì hình này được gọi là một đa giác. Hình 113 cũng vậy, hình 114, hình 115, 116 và 117 đều được gọi là các đa giác nha các bạn ha. Rồi, ở đây đồng thời các bạn hãy quan sát cho thầy hình 115, hình 116 và hình 117. Bạn nhận xét xem ba hình ở bên dưới này có khác gì với ba hình ở bên trên này không bạn? À, nó hơi lạ đúng không bạn? Thì ở đây người ta nói rằng như sau, thì hình 115, 116, 117 này sẽ được gọi là các đa giác lòi nha các bạn ha. Và ở đây thầy sẽ đưa ra cho chúng ta định nghĩa đa giác lòi. Vậy thì đa giác lòi là một đa giác như thế nào? À, là đa giác luôn nằm trong một nửa mặt phẳng có bờ là đường thẳng chứa bất kỳ cạnh nào của đa giác. Thì cái khái niệm đa giác lòi này nó cũng tương tự như khái niệm của tứ giác lòi. À, có nghĩa là sao bạn? Tức là khi thầy chọn một cạnh của đa giác làm bờ thì toàn bộ phần đa giác của thầy đều nằm về một phía hết cả. Chẳng hạn như hình 115, các bạn quan sát nè, khi thầy chọn bất cứ cạnh nào đi nữa thì nó cũng là như vậy, là toàn bộ đa giác đều nằm về một phía. Hoặc là hình 116 cũng vậy, được không các bạn ha? Hoặc là cái hình ngũ giác này của thầy nè, bạn coi nè, chẳng hạn như thầy chọn cạnh AE đi thì toàn bộ phần đa giác của thầy đều nằm về một phía hết cả đó. Hoặc là thầy chọn cạnh AD cũng vậy, nên ba hình 115, 116, 117 này sẽ được gọi là đa giác lòi, được chưa bạn? Hoặc là bây giờ bạn quan sát hình 112 nè. Hình 112 này sẽ không được gọi là đa giác lòi. Tại vì sao bạn? Ví dụ như ở đây thầy chọn cạnh DC. Bạn thấy thầy chọn cạnh DC không bạn? Thì giờ chọn cạnh DC thì thầy thấy rằng khi lấy DC làm bờ thì lập tức cái đa giác này của thầy nó sẽ nằm về hai phía luôn. Nó nằm về bên trái DC và nằm về bên phải DC luôn. Thì cái này không được gọi là đa giác lòi. Hoặc là ví dụ như thầy lấy hình 114 đi. Đây là một cái hình ngôi sao, được không bạn? Chẳng hạn như bây giờ thầy chọn cạnh BC, thì khi thầy chọn cạnh BC thì lập tức bạn thấy là cái đa giác này nó nằm về hai phía sau cạnh BC, tức là nằm ở phần trên và phần dưới, nên cái này không được gọi là đa giác lòi. Vậy thì bạn nhớ đa giác lòi là gì chưa bạn? Thầy nhắc lại một lần nữa, đa giác lòi là đa giác luôn nằm trong một nửa mặt phẳng có bờ là đường thẳng chứa bất kỳ cạnh nào của đa giác. Thì cái khái niệm này nó cũng tương tự như khái niệm tứ giác lòi của chương 1 nha các bạn ha. Rồi thì bây giờ bắt đầu thầy trò chúng ta sẽ cùng tìm hiểu xem một số cái khái niệm, một số cái tên gọi của một cái đa giác. Thì bây giờ ví dụ như bạn hãy quan sát cho thầy cái đa giác ABCDEG của hình 119 này và điền vào chỗ trống các câu hỏi sau. Thì giờ thầy có cái câu hỏi đầu tiên là các đỉnh là các điểm nào? À, giờ bạn nghe câu hỏi đầu tiên mà, các đỉnh là các điểm. À, thì bây giờ bạn thấy rằng cái đa giác ABCDEG của thầy thì các đỉnh nó chính là các điểm như sau, bạn quan sát. Đó chính là gì bạn? Điểm A, điểm B, điểm C, điểm D, điểm E, điểm G. Như vậy thì mỗi điểm này được gọi là đỉnh của đa giác nha các bạn ha. Rồi cái tiếp của thầy là khái niệm về các đỉnh kề nhau. Vậy thì các đỉnh kề nhau đây là gồm những đỉnh nào? Thì bạn quan sát đây. Đầu tiên thầy có được A và B được gọi là hai đỉnh kề. Bạn hình dung được chưa bạn? Rồi B và C cũng được gọi là hai đỉnh kề. Đó. Rồi C và D cũng được gọi là hai đỉnh kề. Rồi D và E cũng được gọi là hai đỉnh kề. Được chưa bạn? E và G cũng được gọi là hai đỉnh kề và G và A cũng được gọi là hai đỉnh kề. Vậy là chúng ta đã biết được như thế nào được gọi là hai đỉnh kề. Đúng không bạn ha? Rồi kế tiếp bây giờ thầy qua cái khái niệm nữa là gì bạn? Các cạnh là các đoạn thẳng. À, thì lúc này là các đoạn thẳng nào bây giờ? Thì bạn xem nè, cạnh AB. Đó, bạn quan sát hình đó bạn. Cạnh AB này được gọi là cạnh của đa giác. Đó bạn ha. Hoặc là đoạn thẳng BC cũng được gọi là cạnh của đa giác luôn. Hoặc là đoạn thẳng gì bằng CD cũng được gọi là gì bạn? Cạnh của đa giác.
hoặc là đoạn thẳng DE cũng được gọi là gì bạn, là cạnh của đa giác luôn, được chưa bạn ha? Hoặc là EG cũng được gọi là gì bạn, là cạnh của đa giác luôn, hoặc là đoạn thẳng GA cũng vậy. Như vậy thì cụ thể chẳng hạn như hình này là cái đa giác này của chúng ta là gồm những cạnh là mấy cạnh bạn, một nè AB, BC là 2, CD là 3, DE là 4, EG là 5 và GA là gì bạn, là 6. Được chưa bạn ha? Rồi kế tiếp thì khái niệm các cái đường chéo thì giờ bạn quan sát đây. Thì ở đây thầy gồm có các đường chéo gì? Đường chéo AC, bạn thấy chưa bạn? Rồi đường chéo gì bạn? AD. Đó, rồi đường chéo gì bạn? AE. Tương tự như vậy thì thầy có đường chéo gì nữa bạn? BD. Rồi đường chéo BE, đường chéo BG. Đó, và C là gì bạn? Là đường chéo gì bạn? Là ở đây của mình là đường chéo CE, đường chéo CG. Được chưa bạn ha? Rồi chẳng hạn như D đi, thì D có đường chéo gì bạn? Thì ở đây mình có đường chéo đó chính là đường chéo DG. Bạn hình dung được chưa bạn? Thì ở đây là các cái khái niệm về đường chéo nha các bạn ha. Rồi kế tiếp, bây giờ các góc, thì các góc là các góc nào bây giờ? Thì bạn quan sát nè. Thì thầy ở đây thầy có các đỉnh là đỉnh gì bạn? Đỉnh A, đỉnh B, đỉnh C, đỉnh D, đỉnh E, đỉnh G. Thì các đỉnh này còn gọi là các góc của đa giác luôn. Tức là thầy có được góc A, góc B, góc C, góc D, góc E và góc G. Bạn hình dung được chưa bạn? Rồi kế tiếp là thầy có các cái khái niệm như là điểm nằm trong của đa giác. Thì ở đây bạn quan sát coi, cái đa giác này gồm có những điểm nào nằm bên trong nó bây giờ. Bạn quan sát. Thì ở đây gồm điểm gì bạn? Điểm M, điểm N và điểm B. Bạn hình dung được chưa bạn? Vậy thì kế tiếp là các điểm nằm ngoài của đa giác là những điểm nào bây giờ? Thì bạn quan sát nè bạn. Ở đây là điểm gì bạn? Điểm R và điểm gì đây? Điểm Q. Được chưa bạn? Vậy là thầy đã vừa giới thiệu cho chúng ta về các đỉnh, đỉnh kề, các cạnh, đường chéo, các góc, điểm nằm trong, nằm ngoài. Bạn thấy chưa bạn? Thì cái này nó cũng tương tự giống như cái bài gì bạn? Cái bài đầu tiên của chương 1 đó là cái bài thầy giới thiệu bạn tứ giác. Đúng không bạn ha? Thì cái này chẳng qua nó mở rộng, tức là nó lúc này đây là gì bạn? Nó gồm là có nhiều cạnh, nhiều góc hơn. Đó, ha bạn, cụ thể là hình này là gì bạn? Là hình lục giác, tức là gồm có 6 cạnh, 6 góc. Được chưa bạn ha? Rồi. Tiếp tục. Thì bây giờ bắt đầu thầy có một cái quy ước như sau. Đa giác có n đỉnh, tức là n sẽ lớn bằng 3, thì được gọi là hình gồm n giác hoặc n cạnh. Thì cái giác đây chính là góc của bạn, tức là gồm có n góc, n cạnh. Được không bạn ha? Thì chẳng hạn như mình có các hình, chẳng hạn như hình đầu tiên mình học ở lớp 7 nè bạn. Đó là hình tam giác. Được chưa bạn? Rồi xong rồi, vừa rồi mình học là hình gì bạn? Hình tứ giác. Đó, và ở đây hình này của thầy được gọi là hình gì bạn? Hình ngũ giác nha các bạn ha. Tiếp tục, bây giờ thầy trò chúng ta sẽ cùng tìm hiểu như thế nào được gọi là đa giác đều. Thì bây giờ bạn quan sát ở đây của thầy, thì những cái hình đây, thì cái những cái hình này sẽ được gọi là đa giác đều. Được không bạn? Chẳng hạn như hình đầu tiên của thầy, đây là một tam giác đều. Đó, thì giờ thầy nhắc lại tam giác đều là cái gì? Tam giác đều là một tam giác có ba cạnh bằng nhau và ba góc bằng nhau. Được chưa bạn? Rồi kế tiếp hình tứ giác này, tứ giác này được gọi là tứ giác đều, và cái tứ giác đều này được gọi là hình vuông. Được mà, vì bạn quan sát bạn, hình này sẽ có gì bạn, có bốn cạnh bằng nhau và có bốn góc bằng nhau. Bạn hình dung được chưa bạn? Kế tiếp là hình ngũ giác đều, bạn thấy mà, thì lúc này khi nói ngũ giác đều tức là thầy có được năm cạnh bằng nhau và năm góc bằng nhau. Bạn hình dung được chưa bạn? Rồi hình kế tiếp của thầy là gì bạn? Là lục giác đều. Được chưa bạn? Thì đây là hình ảnh của những cái gì bạn? Của những cái đa giác đều. Đó, thì ở đây thầy giới thiệu cho chúng ta biết nha các bạn ha. Rồi còn những cái hình dưới này của thầy, thì lúc này bạn xem là cái hình này của thầy hình thoi nè, thì hình này không được gọi là đa giác đều. Hình chữ nhật cũng được gọi là đa giác đều. Được mà, cái hình lục giác này cũng không được gọi là đa giác đều, tại vì đa giác đều là gì bạn? Là gồm có các cạnh bằng nhau, các góc bằng nhau. Bạn hình dung được mà, hoặc là cái hình này có thể là bát giác đều. Được chưa bạn? Là nó có các cạnh, các góc bằng nhau. Đó, thì lưu ý kỹ cho thầy là qua đây chúng ta rút ra được điều là gì bạn? Đa giác đều là một hình như thế nào? Là một hình gồm có các cạnh bằng nhau và các góc bằng nhau. Nha các bạn ha. Ở đây bạn coi thầy phát biểu như sau. Đa giác đều là đa giác có tất cả các cạnh bằng nhau và tất cả các góc bằng nhau. Đó, vậy là chúng ta nhớ nha bạn. Như vậy thì mai mốt khi nói tam giác đều là bạn nghĩ trong đầu là gì? Ba cạnh bằng, ba góc bằng. Được chưa bạn? Tứ giác đều là hình gồm nhau bốn cạnh bằng,
bốn góc bằng, mà tứ giác mà có bốn cạnh bằng, có bốn góc bằng thì đó là hình gì bạn? Hình vuông nha các bạn ha. Rồi chúng ta cùng đi tiếp. Thì bây giờ bắt đầu thầy có một cái bài tập như sau, đó là bài tập 1. Dựa trên định nghĩa đa giác đều, bạn hãy liệt kê các cạnh bằng nhau, các góc bằng nhau của những đa giác sau. Bạn quan sát hình đầu tiên. Thầy có được tam giác ABC đều. Đó, như vậy thì theo bạn là khi thầy có được tam giác ABC đều thì thầy có được hai tính chất gì đây của trên đa giác đều hồi nãy thầy hướng dẫn cho chúng ta. Theo bạn là hai tính chất gì nhớ không? À, đó là ba cạnh bằng, ba góc bằng. Đúng không bạn? Thì lúc này bạn quan sát đây. À, tức là thầy có được tính chất thứ nhất là cạnh AB bằng cạnh BC bằng cạnh CA. Rồi thầy có ba góc bằng nhau, đó là gì bạn? Góc A bằng góc B bằng góc C, và cụ thể ở đây là bằng bao nhiêu bạn? Là bằng 60 độ. Bạn hình dung được chưa bạn ha? Rồi tiếp tục. Bạn quan sát cho thầy hình vuông ABCD. Như vậy thì dựa trên định nghĩa đa giác đều thì bạn hãy liệt kê cho thầy xem các cạnh nào bằng và các góc nào bằng. À, theo bạn là những cạnh nào bằng bạn? Đâu bạn tự suy nghĩ cho thầy coi bạn. Có phải cạnh gì bạn? Cạnh AB bằng cạnh BC bằng cạnh CD và bằng cạnh DA. Được chưa bạn ha? Và có bốn góc bằng nhau là góc gì bạn? Góc A bằng góc B bằng góc C bằng góc D. Đúng không bạn? Bạn quan sát đi nè. Đó, như vậy là thầy có được cạnh AB bằng cạnh BC bằng cạnh CD bằng cạnh DA. Được chưa bạn? Rồi có bốn góc bằng nhau, đó là góc A bằng góc B bằng góc C bằng góc D, và cùng bằng bao nhiêu bạn? Cùng bằng 90 độ. Bạn hình dung được chưa bạn? Đó, thì ở đây là thầy chủ yếu là gì bạn? Là giới thiệu cho chúng ta được cái gì bạn? Khái niệm gì đây? Đa giác đều. Và đa giác đều thì chúng ta học được một điều là gì bạn? Là các cạnh các góc bằng nhau nha các bạn ha. Rồi thầy trò chúng ta cùng đi tiếp. Thì bây giờ bắt đầu thầy qua cái phần 3. Cái phần 3 này người ta gọi là khái niệm diện tích của đa giác. Vậy thì diện tích đa giác là cái gì bây giờ? À, thì bây giờ bắt đầu chúng ta cùng tìm hiểu như sau. Bạn quan sát cho thầy. Ở đây thầy có tất cả là gồm 6 hình. Hình A, hình B, hình C, hình D và hình E. Được chưa bạn? Thì lúc này các cái hình này đều được vẽ trên một cái bảng là gồm có các ô ly nó chia đều nhau. Được chưa bạn? Đó. Thì bây giờ bắt đầu người ta sẽ quy ước như sau bạn coi bạn. Diện tích cũng là một số đo. Ta có thể minh họa mỗi ô ở hình bên là một đơn vị diện tích. À, thì qua đây chúng ta thấy diện tích là gì bạn? Cũng chỉ là một số đo, nó cũng giống như là gì? Số đo của đoạn thẳng, số đo của góc. Được không ạ? Và bây giờ cái số đo của một diện tích ở đây bằng cách là ta dựa trên cái khái niệm là ta chia đều qua các cái ô. Được không ạ? Thì bây giờ mỗi ô này của thầy, thầy sẽ được coi như là một diện tích. Đó. Như vậy thì bây giờ theo bạn á, là hình A này có bao nhiêu đơn vị diện tích? Hình B, hình C, hình D và hình E. Được chưa bạn? Đó giờ bằng thử. Vậy thì bạn thử cho thầy biết coi, hình A này có bao nhiêu đơn vị diện tích đây? Nếu như thầy quy ước là cứ mỗi một ô này là một đơn vị diện tích hình. Đó. Thì cụ thể như sau. Thì thầy có được hình A này của thầy là bạn thấy nè, ở đây có 9 ô. Đúng mà, có 9 ô. Như vậy là hình A này của thầy là có 9 đơn vị diện tích. Được chưa bạn? Vậy thì hình B này theo bạn là có bao nhiêu đơn vị diện tích bây giờ? À, thì đầu tiên bạn thấy nè, ở đây đầu tiên thầy có được thấy được 8 ô. Thấy chưa bạn ha? Đây là 8 ô. Rồi còn ở đây của thầy là gì bạn? Là nó một nửa của hai ô. À, một nửa của hai ô là bao nhiêu bạn? Là nửa ô. Xin lỗi, là một ô. Được không? Vậy là thầy tóm lại là hình B này của thầy cũng có được 9 ô. Được chưa bạn ha? Rồi cái hình C này theo bạn là có mấy ô đây? À, một ô, hai ô. Như vậy là hình C này của thầy là có mấy đơn vị diện tích bạn? Có hai đơn vị diện tích. Bạn hình dung được chưa bạn? Tương tự như vậy thì thầy có hình D. Thì theo bạn hình D này mình có mấy đơn vị diện tích bây giờ? À, mình đếm số ô để mình kết luận. Được không bạn? Thì ở hình D này có thầy có 8 ô. Vậy thì hình D này có thầy có 8 đơn vị diện tích. Bạn hình dung được chưa bạn ha? Hoặc là ví dụ như hình E này của thầy. Thì theo bạn hình E này có mấy đơn vị diện tích bây giờ? Thì ở đây bạn thấy nào, một đơn vị, hai đơn vị, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bạn thấy chưa? Ha bạn ha. Vậy là chúng ta thấy rằng diện tích là gì bạn? Cũng là việc là chia các cái ô.
Được mà bạn ha. Và bây giờ là diện tích mình cũng hiểu được rằng đây cũng là một cái dạng số đo luôn. Và ở đây đồng thời chúng ta thấy rằng hình A và hình B này qua cái cách đếm gì bạn? Số ô đơn vị diện tích này thì thầy thấy rằng hình A và hình B này sẽ có cùng gì bạn? Có cùng diện tích bằng nhau. Được mà, tức là diện tích của nó bằng nhau. Còn chẳng hạn như hình C với hình D thì lập tức lúc này bạn thấy rằng diện tích của hình D sẽ gấp 4 lần diện tích của hình C. Được chưa bạn ha? Tại vì sao bạn? Hình C này có thể là chỉ chiếm gì bạn? Hai đơn vị diện tích, còn hình D này là bao nhiêu bạn? 8 đơn vị diện tích. Bạn hình dung ý của thầy nói chưa bạn? Tương tự về hình E cũng vậy. Ở hình E này chúng ta có được 8 ô, vậy là hình E này chiếm 8 đơn vị diện tích, hình D cũng có 8 đơn vị diện tích luôn. Vậy là thầy có được hình D với hình E này nó bằng nhau. Bạn hiểu được ý của thầy nói chưa bạn ha? Rồi thầy đi tiếp. Rồi thì bây giờ bắt đầu mình cũng quan sát cái hình này của thầy. Thì giờ bắt đầu các bạn sẽ trả lời thầy những câu hỏi như sau. Thứ nhất là thầy có được một cái nhận xét, đó là gì bạn? Là số đo của mỗi phần mặt phẳng được giới hạn bởi một đa giác được gọi là gì bạn? Diện tích đa giác đó. Thì cái nhận xét đầu tiên của thầy, số đo của mỗi phần mặt phẳng được giới hạn bởi một đa giác được gọi là diện tích của đa giác đó. Thì chẳng hạn như bạn coi nè. Đó, thì đây là cái phần mặt phẳng, được không bạn ha? Được giới hạn bởi một cái đa giác thì được gọi là gì bạn? Là diện tích của đa giác đó. Ví dụ như ở hình A này, bạn thấy bạn 9 ô này, đó thì được gọi là gì bạn? Là cái phần giới hạn, được chưa bạn ha? Và đây được gọi là diện tích của nó. Tương tự diện tích hình B. Được chưa bạn ha? Và mỗi đa giác này sẽ có một diện tích xác định. Đúng không bạn? Bạn coi nè, hình A này là có 9 đơn vị, hình B có 9 đơn vị, hình C có 2 đơn vị, hình D có 8 đơn vị, hình E có 8 đơn vị. Được không bạn ha? Và các cái số đo này của mình đều là số dương. Được chưa bạn? Vậy là ở đây đầu tiên thầy sẽ có được hai nhận xét. Nhận xét thứ nhất đó là gì? Là số đo của phần mặt phẳng giới hạn bởi một đa giác sẽ được gọi là diện tích của đa giác đó. Bạn hình dung được không ạ? Tức là bạn coi nè, đó, tức là một cái phần bị giới hạn lại bởi bốn bốn bên. Được chưa bạn? Là được giới hạn bởi bốn cạnh. Đó. Thì được gọi là gì bạn? Là được diện tích. Đồng thời cái thứ hai là diện tích của mỗi một đa giác mình đều xác định được hết cả. Và số đo của nó là phải là một số dương. Bạn hình dung được ý của thầy nói chưa bạn? Ha. Kế tiếp, bây giờ bắt đầu thì diện tích của đa giác này của thầy sẽ có được những tính chất sau. Thì lưu ý rằng diện tích đa giác của thầy sẽ có được ba tính chất. Tính chất thứ nhất là hai tam giác bằng nhau thì diện tích của nó bằng nhau. Bạn hình dung được chưa bạn? Tính chất thứ hai, nếu một đa giác được chia làm thành những đa giác không có điểm chung thì diện tích của nó bằng tổng diện tích của các đa giác ha. Thì cái bài này chẳng qua là gì bạn? Là cái việc là có những cái đa giác chúng ta sẽ không tính được diện tích, nhưng khi chúng ta cắt nhỏ nó ra thì chúng ta sẽ tính được diện tích. Thì bằng cái khái niệm đó thì lập tức chúng ta có khái niệm là tổng diện tích của một hình. Được chưa bạn ha? Nên ở đây thầy có cái ghi nhớ hai là gì bạn? Xin lỗi, cái tính chất thứ hai là gì đây? Là nếu một đa giác được chia làm thành những đa giác không có điểm chung thì diện tích của nó bằng tổng diện tích của những đa giác đó. Bạn hình dung được chưa bạn ha? Rồi kế tiếp là nếu như chọn hình vuông có cạnh là 1 cm, 1 dm, 1 m làm đơn vị đo diện tích thì đơn vị diện tích tương ứng của nó là 1 cm vuông, 1 dm vuông và 1 m vuông. Bạn hình dung được mà chẳng qua cũng giống như trên đây nè, tức là thầy kia thầy chia các cái ô này ra thì mỗi một cái ô này của thầy là một đơn vị diện tích. Thì ví dụ như cái ô này của thầy có cái cạnh của thầy, ví dụ như thầy quy ước là 1 cm đi, thì cái ô này của thầy sẽ có được diện tích là 1 cm vuông, được không bạn? Hoặc là ví dụ như cái cạnh ô này của thầy mà thầy cho nó là 1 dm đi, thì cái diện tích của cái ô này của thầy là 1 dm vuông. Bạn hình dung được chưa bạn ha? Đó. Rồi tiếp tục, bây giờ thầy qua phần 4, thầy sẽ giới thiệu cho chúng ta lại cái diện tích hình chữ nhật nha các bạn. Thì bây giờ bạn quan sát thầy có được một cái hình chữ nhật như sau. Thì khi hình chữ nhật này của thầy nó sẽ có hai cạnh, đó là chiều dài và chiều rộng. Được chưa bạn? Thì ở đây thì bây giờ người ta đôi lúc nhiều khi ta không gọi là chiều dài chiều rộng nữa mà ta gọi là kích thước của hai cạnh. Đó thì cũng là nó luôn ha bạn á. Khi người ta yêu cầu mình là hãy đi tìm thì kích thước hai cạnh của hình chữ nhật, tức có nghĩa là mình đi tìm như vậy, chiều dài và chiều rộng. Bạn hình dung được chưa bạn? Vậy thì diện tích hình chữ nhật này được tính như thế nào thì thầy nhắc lại cho chúng ta như sau. Thì ở đây đầu tiên thầy sẽ gọi A và B được gọi là kích thước của hai cạnh hình chữ nhật. Bạn hình dung mà ở đây thầy sẽ không còn gọi là chiều dài chiều rộng nữa mà thầy gọi là kích thước.
thì lập tức diện tích của hình chữ nhật của thầy sẽ bằng cái gì bây giờ? Thì nó diện tích hình chữ nhật của thầy bằng tích của hai kích thước của nó, tức là lúc này diện tích của nó của thầy là s. À, bằng cách là thầy lấy độ dài của hai cạnh thầy nhân nhau. Thì hồi đó bạn học rồi, diện tích hình chữ nhật bằng cách là bạn lấy chiều dài nhân chiều rộng. Nhưng lên đây thì giờ cái khái niệm chiều dài chiều rộng đó người ta không sử dụng nữa, mà người ta có thể sử dụng bằng một khái niệm mới gọi là gì bạn? Là kích thước của hai cạnh của hình chữ nhật. Được chưa bạn ha? Cụ thể là gì bạn? Là muốn đi tính diện tích của hình chữ nhật, có phải là bạn sẽ lấy hai cạnh bằng nhân nhau không? Đó là cạnh A nhân cạnh B. Bạn hình dung được ý của thầy nói chưa bạn ha? Rồi tiếp tục. À, bây giờ bắt đầu thầy có một cái bài tập 2. Thì giờ đây là một cái bài tập ứng dụng. Được mà, một hàng rào hình chữ nhật có chiều dài 6 lần chiều cao. À, có chiều dài là 6 lần chiều cao. Biết chiều cao của hàng rào là 0,75 m. Chi phí làm hàng rào là 350.000 đồng một mét vuông. Bạn hãy tính cho thầy chi phí làm hàng rào này. À, như vậy thì bây giờ bạn làm sao bây giờ? Bạn nhìn bằng tưởng tượng đây là một cái hàng rào hình chữ nhật của thầy. Được mà, có chiều dài gấp 6 lần gì bạn? Chiều cao. Đó, chiều dài là 6 lần chiều cao. Thì bây giờ với chiều cao của thầy là 0,75 m. Đó, thì hãy tính cho thầy cái chi phí làm hàng rào. Mà biết rằng là gì bạn? Là cứ 350.000 đồng thì mới được 1 mét vuông hàng rào thôi. Vậy thì cái bài này làm sao bây giờ? Thì bây giờ bạn thấy rằng bây giờ muốn đi tính cái diện tích của cái hàng rào này. Đây là một diện tích hình chữ nhật. Đúng mà, là bạn phải biết kích thước hai cạnh. Thì trong đây nó cho bạn một kích thước một cạnh, tức là đường cao của mình là nhiêu bạn? Cái độ cao của cái hàng rào này là 0,75. Vậy thì lúc này mình có thể tính được cái chiều dài của hàng rào không bạn? À được, bằng cách là gì? Thì người ta nói là chiều dài gì, có chiều dài 6 lần chiều cao. À, tức là cái này của thầy là gấp 6 lần. Vậy thì lập tức lúc này bạn xem như sau, có phải là muốn đi tìm chiều dài của thầy? Thì thầy sẽ làm sao đây? Là có phải là thầy lấy gì bạn? Là thầy lấy chiều cao thầy nhân cho 6 không? Thì thầy ra được chiều dài của hàng rào này của thầy là bao nhiêu bạn? Là 4,5 m. Thấy chưa? Như vậy là lúc này thầy có được kích thước của hai cạnh rồi. Mà khi có được kích thước hai cạnh rồi thì lập tức là thầy có thể tính được diện tích hình chữ nhật bằng cách là thầy lấy 0,75 thầy nhân cho 4,5. Được không bạn? Thì thầy ra được là 3,375 m². Đó. Thì khi có được diện tích hàng rào này rồi thì mình lại biết cái giá của một mét vuông hàng rào của mình là bao nhiêu bạn? Là 350.000 đồng. Vậy thì bây giờ hỏi tốn bao nhiêu tiền? Thì bằng cách có phải là bạn lấy gì bạn? Bạn lấy 350.000, bạn nhân cho bao nhiêu bạn? 4,5 m² không bạn? Thì lúc xin lỗi, bạn nhân cho 3,375 m² không? Thì bạn sẽ ra được cái tiền chi phí làm hàng rào ha bạn ha. Thì cụ thể như sau bạn coi nè. Chi phí làm hàng rào là bằng cách là bạn lấy như bạn 3,375 bạn nhân cho 350.000 thì bạn ra được bao nhiêu? Là 1.050.000 đồng. Bạn hình dung được ý của thầy nói chưa bạn? Đó, tiếp tục. Bây giờ bắt đầu thầy qua thầy giới thiệu cho bạn cái công thức tính diện tích hình vuông. Thì mặc dù là nó giới thiệu chứ thực sự là bạn đã biết công thức tính diện tích hình vuông rồi, đúng không bạn? Diện tích hình vuông của thầy bằng công thức là cạnh bình ha bạn ha. Thì bây giờ bạn quan sát đây, bây giờ thầy có được một cái hình vuông, à thì có độ dài cạnh của nó là a nè bạn coi nè. Thì lúc này bạn thấy hình vuông của thầy á thì là trường hợp đặc biệt của hình chữ nhật, đúng không bạn? Vậy thì kích thước hai cạnh của hình vuông của thầy nó bằng nhau luôn, được mà. Còn kích thước của hình chữ nhật của thầy á là hai cạnh này của mình nó khác nhau, được chưa bạn ha? Vậy thì bây giờ bạn thấy rằng vậy thì diện tích của hình vuông này của mình cũng có thể kế thừa y chang như công thức diện tích hình chữ nhật. Đó là gì bạn? Là lấy tích hai cạnh nó nhân nhau, đó là a nhân a. Bạn hình dung được chưa bạn ha? Đó, thì lúc này bạn xem nè, diện tích của hình vuông bằng gì bạn? Bằng bình phương của cạnh nó, được chưa bạn ha? Thì ở đây thầy thiếu cái chữ bình ha bạn ha, tức là bằng bình phương cạnh của nó, tức là s của thầy là bằng a bình. Bạn hình dung được chưa bạn? Đó, thì có gì bạn bổ sung thêm cho thầy cái chữ bình vô đây nha các bạn ha. Rồi tiếp tục. Bây giờ bắt đầu thầy có bài tập 3. Thì đây là một cái bài tập áp dụng. Thì giờ bạn quan sát cái đề như sau. Bài tập 3 của thầy là một cái sân hình chữ nhật có kích thước là 4 m x 9 m. Cần lót những viên gạch hình vuông có độ dài cạnh là 60 cm. Biết giá một viên gạch là 100.000 đồng. Công lót là 50.000 đồng một mét vuông. Bạn hãy tính tổng chi phí lót và biết khoảng cách giữa các viên gạch khi lót không đáng kể. À, thì bạn tưởng tượng như sau, tức là thầy có một cái sân. Có gì bạn? Có kích thước của nó là như bạn? Là 4 m và 9 m. Thì bây giờ đề bài yêu cầu mình đó là hãy lót cái sân này bằng những cái viên gạch có độ dài cạnh là bao nhiêu bạn? Là 60 cm. Và đồng thời ta lại biết rằng mà là chi phí của một viên gạch này có thể là 100.000 đồng. Và công lót của một
mét vuông của thầy là 50.000, thì bây giờ hãy tính cho thầy cái tổng chi phí đó. À, thì giờ tính này sao bây giờ bạn? Thì có phải là đầu tiên là bạn phải tính được cái lượng gạch để cần lót không? Thì cái lượng gạch cần lót bằng cách nào bây giờ? Thì bằng cách đó là gì bạn? Là đầu tiên bạn tính là diện tích cái sân trước, được chưa bạn? Rồi bạn tính là diện tích của mỗi một cái viên gạch nó chiếm. Vậy thì bây giờ muốn biết lót bao nhiêu viên, thì có phải là bạn lấy diện tích của cái sân bạn chia diện tích của một viên gạch không? Bạn hiểu được ý của thầy nói không bạn? Thì lúc đó là bạn sẽ ra được gì bạn? Số viên gạch. Rồi từ cái số viên gạch đó có được, thì bạn muốn đi tính được à có tốn bao nhiêu tiền gạch, thì bằng cách là bạn nhân cho 100 ngàn. Tại vì sao bạn? Một viên là 100 ngàn, được chưa bạn? Đồng thời bạn tính cho thầy luôn là cái chi phí cái công lót của 1 mét vuông của mình, được không bạn? Là lúc đó bằng cách là mình sẽ nhân lên ha bạn ha. Cụ thể như sau, bạn xem thầy giải. Đầu tiên là thầy tính được diện tích của sân, thầy gọi nó là S1 đi, là bằng cách là lấy hai cạnh của nó nhân nhau, tức là 4 nhân 9, thì thầy ra được là 36 mét vuông. Bạn hình dung được không bạn? Sau đó thầy sẽ đi tính diện tích của viên gạch. Thì ở đây lưu ý rằng viên gạch này của thầy có đơn vị là 60 cm, nó không cùng đơn vị với cái gì bạn, cái đơn vị của cái sân, nên thầy phải đổi về cùng đơn vị. Thì ở đây một là mình đổi về cùng cm hoặc đổi về cùng mét, thì ở đây thầy sẽ đổi về cùng mét. Thì bây giờ một viên gạch của thầy có cạnh là 60 cm, nếu đổi qua mét là phải là 0,6 mét không ạ? Bạn zoom luôn mà. Và lúc này do đây là diện tích của hình vuông nên thầy chỉ lấy cái cạnh nó thầy bình lên. Bạn hình dung được chưa bạn? Vậy là lúc này ở đây của thầy là bằng bao nhiêu? Là bằng 0,36 mét vuông. Bạn hình dung được chưa? Vậy là thầy có được diện tích của một viên gạch rồi. Rồi thầy có được diện tích của cái sân. Vậy thì bây giờ mình muốn biết đếm là có bao nhiêu viên gạch, thì bằng cách có phải là gì bạn? Là thầy lấy diện tích sân thầy chia diện tích viên gạch không? Bạn hình dung được không bạn? Thì lập tức mình sẽ ra được số viên gạch. Cụ thể như sau, là thầy sẽ lấy thấy rằng là gì bạn? Số viên gạch cần lót là bằng cách thầy lấy 36 thầy chia cho 0,36 thì thầy ra được 100 viên. Bạn hình dung được ý của thầy nói chưa bạn? Thì sau khi có được số viên gạch rồi thì bạn sẽ tính được tiền mua gạch. À, bằng cách là gì bạn? Làm cách là thầy lấy 100 viên thầy nhân cho 100 ngàn thì thầy ra được là bao nhiêu bạn? Là 10 triệu đồng. Bạn hiểu được ý của thầy nói chưa bạn? Thì sau khi ra được tiền gạch xong thì thầy sẽ tính thêm cái công lót gạch. À, thì cái 1 mét vuông của mình á, là tốn 50 ngàn. Vậy thì ở đây của mình cái sân này là 36 mét vuông thì tốn bao nhiêu tiền công bây giờ? Bằng cách có phải là bạn lấy bao nhiêu ạ? Bạn lấy 36 bạn nhân cho 50 ngàn không? Thì bạn ra được 1 triệu 8. Bạn hình dung được chưa bạn? Vậy là thầy có được tiền gạch, có được tiền công lót rồi. Vậy thì lúc này thầy chỉ cần cộng lại thì thầy ra được cái chi phí lót sân. Bạn hiểu được ý của thầy nói không bạn? Cụ thể như sau. Tổng chi phí này của thầy bằng cách là thầy lấy 10 triệu thầy cộng cho 1 triệu 8 thì thầy ra được là 11 triệu 8. Đó, bạn hình dung được cái bài toán thực tế này chưa bạn ha? Đây là một trong những cái bài toán ứng dụng. Đó. Tiếp tục, thì bây giờ bắt đầu thầy sẽ giới thiệu cho chúng ta về công thức đi tính diện tích tam giác vuông. À, thì bây giờ diện tích của tam giác vuông này chúng ta sẽ tính được như thế nào bây giờ? Thì các bạn quan sát đây. Thì nếu như bạn quan sát tại cái tam giác ABC này của thầy, nó có hai cạnh là cạnh AB và cạnh BC. Bạn hình dung đúng không? Và đồng thời nếu mà bạn nào lanh chút xíu thì bạn biết rằng diện tích của cái tam giác vuông này của thầy á thì nó sẽ là gì bạn? Nếu như cái tam giác này của thầy nè, là thầy mở rộng nó lên đi, là thầy sẽ tạo thành một cái hình chữ nhật. Thì lập tức lúc này bạn thấy thì cái diện tích của cái hình chữ nhật này của thầy bạn, tức là nếu như mà khi này bạn tạo thành một cái hình chữ nhật là gì bạn? Là ABDC đi. Thì bạn thấy cái diện tích của hình chữ nhật của thầy á sẽ là bằng 2 lần diện tích của tam giác ABC. Đúng không bạn? Vậy là qua đây thầy sẽ rút ra được một điều là diện tích tam giác vuông này của thầy thầy sẽ được tính bằng cách là bằng 1 phần 2 của hai cạnh góc vuông nhân nhau. Bạn hiểu được ý của thầy nói chưa bạn ha? Thì lúc này bạn xem thầy có công thức như sau. Diện tích của tam giác vuông bằng một nửa tích hai cạnh góc vuông, tức là S bằng 1 phần 2 cạnh A nhân cạnh B. Bạn hình dung được chưa bạn? Vậy là thầy vừa giới thiệu cho chúng ta xong diện tích của tam giác vuông. Vậy thì bây giờ bắt đầu thầy sẽ cho chúng ta một bài tập ứng dụng nha các bạn ha. Cụ thể như sau. Thầy có bài tập 4 là đề bài cho thầy tam giác ABC của thầy vuông tại A, có cạnh AB là 3, đường trung tuyến AM bằng 2,5. Bạn hãy tính cho thầy diện tích của tam giác ABC. Vậy thì cái hình này cụ thể như sau, bạn quan sát. Ở đây thầy có được tam giác ABC của thầy là một tam giác vuông tại A, có cạnh AB là bao nhiêu bạn? Là 3. Có đường trung tuyến AM là 2,5. Vậy thì bây giờ đề bài yêu cầu thầy là hãy đi tính cho thầy cái diện tích của tam giác ABC. Vậy thì bây giờ cái diện tích tam giác ABC tính sao bây giờ? À,
thì mình đã biết rằng là gì mà là diện tích của tam giác của thầy á thì là bằng 1/2 của hai cạnh góc vuông nhân nhau, tức là bằng 1/2 AB nhân AC. Thì ở đây bạn thấy rằng AB thì có rồi, nhưng AC thì chưa có. Vậy làm sao tìm AC bây giờ? À, đề bài lại cho thầy AM bằng 2,5, mà AM lại là đường trung tuyến của tam giác vuông nữa. Vậy thì qua đây thầy thấy rằng khi cho AM thì lập tức thầy sẽ tính được cạnh quyền BC. Tại sao bạn? Vì mình có một cái định lý phát biểu như sau là trong tam giác vuông, đường trung tuyến mà ứng với cạnh quyền thì bằng một nửa cạnh quyền. Được chưa bạn? Vậy là cụ thể là gì bạn? Là lúc này bạn có được AM bằng 1/2 BC, hoặc nói ngược lại là thầy có được BC của thầy thì sẽ bằng 2 lần AM. Đúng không bạn? Vậy là lúc này mình có được BC rồi. À, thì bây giờ mình thấy rằng trong tam giác vuông mình biết được độ dài hai cạnh, cạnh AB, cạnh BC rồi. Vậy thì thầy có thể tìm được cạnh thứ ba thông qua định lý Pythagore. Đúng không bạn ha? Và lúc đó là thầy đã ra được cái bài toán. Cụ thể như sau bạn coi. Đầu tiên là thầy xét tam giác ABC của thầy là một tam giác vuông tại A. Có AM là đường trung tuyến. Bạn hình dung được ý thầy nói chưa bạn ha? Thì lập tức thầy có quyền suy ra được cái gì bạn? Là cái cạnh BC của thầy là bằng 2 lần AM. Nhớ kỹ nha bạn, tại vì ở đây cái bài hình chữ nhật của chương trước mà là chúng ta có định lý này rồi, tức là gì mà là trong một tam giác vuông thì đường trung tuyến ứng với cạnh quyền thì sẽ bằng một nửa cạnh quyền, tức có nghĩa là gì bạn, là cạnh AM của thầy sẽ bằng 1/2 BC, hoặc thầy nói ngược lại là cạnh quyền bằng 2 lần đường trung tuyến, tức là BC bằng 2 lần AM. Bạn nhớ là kiến thức cũ chưa bạn, hoặc là bạn có thể nhớ kỹ hơn chút xíu là gì bạn? Là lúc này cái AM này của bạn nè, là tức là mình có được là đường trung tuyến này có thể là MA sẽ bằng MB bằng MC. Đó là một cái định lý cực kỳ quan trọng, được chưa bạn ha? Thì sau đó bạn coi thầy thế số vào. À thì cái BC này của thầy là bằng cách là có vai thầy lấy bằng 2 nhân cho AM, thì AM của thầy là 2,5. Vậy thầy thế vào đây. Vậy là thầy ra được 5. Vậy là có được BC rồi. Bạn hình dung đúng không ạ? Sau khi có được BC xong thì bây giờ bắt đầu bạn xem nè. Thầy ghi như sau: xét tam giác ABC của thầy vuông tại A. À có BC bình bằng AB bình cộng AC bình. Đây là định lý Pythagore, đúng không bạn? Đó là cạnh quyền bình thì bằng cạnh góc vuông bé bình cộng cho cạnh góc vuông lớn bình. Bạn hình dung được chưa bạn? Thì sau khi thầy có được cái đẳng thức này rồi thì giờ bắt đầu thầy sẽ thế cái dữ liệu vào. Được không bạn? Cụ thể là thầy sẽ thay BC bằng 5, AB bằng 3. Bạn hình dung mà. Vậy là thầy suy ra được thầy có được 5 bình thì bằng 3 bình cộng cho AC bình. Đó. Vậy thì bước kế tiếp của mình là thầy sẽ đi tìm AC bình. Thì bằng cách là gì bạn? Bằng cách là thầy sẽ chuyển qua. Bằng cách là 5 bình lên là 25, 3 bình lên là 9. Vậy thì giờ cộng thầy chuyển qua anh trừ, tức là thầy có được 25 trừ 9. Vậy là thầy có được AC bình của thầy là bằng 16. Bạn hình dung không? Vậy thì giờ muốn tìm AC bằng cách là thầy lấy căn của 16 nha các bạn ha. Vậy là thầy có được AC của thầy là bằng 4. Thì sau khi có được AC rồi, vậy là bây giờ diện tích tam giác ABC mình sẽ tính được bằng cách áp dụng công thức vào, đó là bằng 1/2 tích của hai cạnh góc vuông, tức là bằng 1/2 AB nhân AC nha các bạn ha. Thì lúc này bạn quan sát đây. Đó, vậy là thầy có được diện tích của tam giác ABC của thầy sẽ bằng 1/2 AB nhân AC. Và bước kế tiếp thầy thế số vào là thầy sẽ có được S của thầy bằng 1/2 nhân 3 nhân 4. Thì lập tức kết quả này của mình ra được là 6. Được không ạ? Và do ở đây độ dài của thầy là cm nên thầy có được diện tích của thầy là bao nhiêu bạn? Là 6 cm vuông. Được chưa bạn ha? Đó. Vậy là qua đây là thứ nhất là thầy cảm ơn các bạn đã vừa theo dõi clip, là thầy vừa thống kê cho xin lỗi thầy vừa hướng dẫn cho chúng ta được những cái khái niệm chẳng hạn như là đa giác lòi, rồi đa giác đều, rồi diện tích hình chữ nhật, diện tích hình vuông và diện tích tam giác. Được chưa các bạn ha? Thì ở đây cái bài học này của chúng ta là tất cả đều là bạn phải chép vào tập hết, không bỏ cái nào nha các bạn ha. Và các bạn chuẩn bị các câu hỏi để khi gặp giáo viên bộ môn để hỏi những cái thắc mắc của mình. Thôi tới đây chào các bạn. Bye bye.